Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay 16 tháng 10 năm 2022, kênh cập nhật giá mít Thái tại các khu vực để bà con mình tham khảo nha. Thì thưa bà con, hiện nay á thì nhiều chủ vựa ở Cái Bè Tiền Giang cho hay, nguyên nhân giá mít giảm những ngày vừa qua chủ yếu là ảnh hưởng từ phía bên Trung Quốc. Bởi sau lễ quốc khách rất là lớn đó, thì dịch Covid-19 ở Trung Quốc đã tăng trở lại, cho nên quốc gia này lại tiếp tục thực hiện chính sách là Zero Covid. Và chính sách này thì làm cho việc mua bán mít Thái bên chợ Trung Quốc không được thuận lợi, dẫn đến ảnh hưởng đến giá mít. Thì hiện nay đó, việc vận chuyển mít Thái qua cửa khẩu ở Việt Nam đã thuận lợi hơn, không còn ảnh hưởng bởi hàng loạt xe phải nằm chờ để làm thủ tục kéo dài nữa. Hiện phía đối tác mua số lượng không nhiều, đồng thời yêu cầu chất lượng mít cao, chỉ ưu tiên lấy những trái to, tròn, da xanh, ít hạt và muối phải lên màu. Đây cũng là lý do tại sao mà các vựa ở mình đó bà con, phân loại và lấy rất là khó khi mà thương lái chở hàng tới. Thì theo nhiều chủ vựa khác, những nguyên nhân trên cho thấy là giá mít Thái trong thời gian tới không khả quan nha bà con. Nếu có được giá đi chăng nữa thì cũng chỉ là tăng nhẹ trở lại và không thể nào tăng lên mức là 30-35 ngàn đồng một ký đối với kèm lớn hay mít nhất như thời điểm cách đây một tháng nữa. Thì kênh cũng cập nhật những cái ý kiến này để cho bà con mình nắm và tham khảo tình hình ha bà con. Quay trở lại tình hình giá sáng ngày hôm nay, thì cụ thể tại khu vực Tiền Giang là kem lớn 20, kem nhỏ 15, kem 3 là 10. Tại Đồng Tháp kem lớn 19, kem nhỏ 14, kem 3 là 9 nha bà con. Tại khu vực miền Đông kem lớn 16, kem nhỏ 11 và kem 3 dao động từ 6 đến 7 ngàn đồng. Giá kênh cập nhật cho bà con là giá anh em thương lái mua tại vườn đó bà con. Tuy nhiên đối với những anh em thương lái đi mua mà đoạn đường vận chuyển quá xa hoặc là bán qua cho vựa trung gian thì là có thể mua chênh lệch xuống từ 1 đến 2 ngàn đồng nữa đó bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi kênh. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh, nhấn nút thích video cũng như có thể bình luận vào kênh để trao đổi thêm. Xin kính chào.